Đây là sản phẩm khung cộng với nòng nôi nhé. Nhà nào mà không muốn dùng máy đưa ấy, thì mình mua cái sản phẩm này thì nó cũng có một cái khung này, một cái nòng nôi này. Nòng nôi này thì có màng chống muỗi này, màng chống muỗi như này, màng chống muỗi thì các bạn lắp lên, các bạn cài vào bốn góc này, cài vào bốn góc này thì sẽ màng sẽ vuông vắn và thì nó muỗi côn trùng không vào được nhé. Ở dưới thì có một cái tấm đệm màu hồng. Đấy. Đấy. Ở dưới thì có cái tấm đệm như này. Đấy. Tấm đệm như này. Tấm đệm màu hồng như này. Tấm đệm này thì có tác dụng là chống khi mà bé té ra ngủ quên té ra thì nó sẽ trôi xuống chứ không ướt vào người em bé. Đấy, lắp vào trong này. Rồi. Còn cái lòng nôi này, còn cái màn chống muỗi này thì các bạn mở ra thì các bạn cần cài vào bốn góc như này. Đấy. Cài vào bốn góc này thì sẽ nó sẽ khít và không bị côn trùng rồi muỗi nó bôi vào nhé. Lòng nôi này có xanh với hồng nhé. Có lòng nôi màu xanh và màu hồng nhé. Màu hồng cho bé gái và màu xanh là bé trai và gái đều dùng được.